Nhà này xét bao nhiêu? 990 triệu. Bao nhiêu? 990 triệu. Giờ bán bao nhiêu? 1 tỷ 190 triệu. Ê, rất nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Cả nhà bán đất bao nhiêu? 1 tỷ 190 triệu. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Anh chị nghe rõ chưa? Căn nhà này gia chủ xây là hết là gần tỷ. Và bây giờ kẹt cho nên gia chủ bán cả nhà và đất lên có 1 tỷ 190 triệu. Cực sốc luôn ạ. Mặt tiền đường nhựa này. Mặt tiền đường nhựa nhá. Xung quanh nhà cửa dân cư xây là khá đúng rồi. Đấy, lô đất này đặc biệt là gần khu công nghiệp nhé. Đấy, đúng không? Xe tải vừa đang đi ra đó chính là khu công nghiệp rồi. Wow, đây chính là khu công nghiệp BKMX Bình Phước. Khu công nghiệp này mới hình thành rất là non trẻ luôn, mới hình thành có 3 đến 4 năm thôi. Nhưng mà hiện tại đã có khoảng 10 nhà máy đã đi vào hoạt động và có khoảng hàng chục nhà máy đã đăng ký và chuẩn bị khởi công xây dựng rồi. Dự kiến là hàng trăm nghìn công nhân sẽ về đây làm việc trong một vài năm tới. Nhà này có diện tích đất là ngang 5 cho dài cho 30 mét và tất cả là đều đất ở đô thị nhá, phường Minh Thành, thị xã Trơn Thành. Hiện tại là gia chủ đã đầu tư xây thô một căn nhà 2 tầng, 1 trệt, 1 lầu. Diện tích sàn là 5 x 16, 2 sàn kiên cố nhá. Có 2 cầu thang lên tầng thông thường luôn. Phía sau có thêm 3 phòng trọ xây đổ gác kiên cố luôn. 3 phòng trọ đổ gác kiên cố và có con đường 4 mét đi phía sau luôn. Có nghĩa là đường nhà này có 2 mặt tiền trước sau. Đấy, xung quanh dân cư khá là đông đúc rồi. Nhà cửa cũng đã mọc rất nhiều rồi. Đó, gia chủ mua cái lô này đất không là đã khoảng là 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 là lúc mua. Nhưng bây giờ chấp nhận bán cắt lỗ cả nhà và đất chỉ có là 1 tỷ 190 triệu nhá. Em hiểu nhắc lại là 1 tỷ 190 triệu nhá. Cực kỳ rẻ luôn, gần như rẻ như cho rồi. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì gọi ngay cho em Hiếu.